lựa một cái nữa hả? Ừ, một cái nữa. Nó đứng nó không có nghiêng đúng không? Ta vô lựa chuyển trái lên, trái sơn đẹp rồi đó. Trái đuôi xuống lên đó. Khánh lên đưa cho Úc. Còn gặp giờ này Khánh lên đưa cho con Nam. Con Nam ơi. Con Nam. Rồi, bọn Nam đâu rồi? Bọn Nam đâu? Bọn Nam ở đây. Có thể. Vô hấu trời tái ngọ quá trời con. Kinh không nổi luôn. Cái này cho cậu Nam. Ờ giới cho cậu Nam nha. Ờ để chân lên bà thờ bà ngoại con. À quá tài. Trời ơi nó to cậu Kinh không nổi. Rồi đó. Dạ cậu Kinh về nhà. Dạ. Rồi. Mở Nam đời cho Nam. Mở Nam phụ đóng con. Dạ. Mở Nam phụ đóng. Quá. Ờ chập vừa quá ta. Vừa hết hồn luôn. Cậu Nam mới làm cái hiên bên này Khánh. Hả? Dạ. Nam mới vừa làm nhà. Nam mới vừa làm bên đây. Bên đây yên phòng hả cậu Nam? Ờ đúng rồi. Bên đây yên phòng là cho anh này Khánh đi ngang Khánh thấy mà Khánh không có ghé tại Khánh gấp. Khánh gấp công chuyện rồi Khánh không có ghé được. Rồi. Ừ. Rồi còn Nam thì đây để xin bà ngoại con nha. Cậu Nam làm gì cậu Nam làm? Rồi có thấy to hết hồn. Cậu Kinh không nổi luôn. Hết biết luôn đi. Mới vừa hết cậu to ha. Nè ông con vòng vô cậu hai thú qua anh hai con cái phòng này để sao cứ vợ nó nè. Dạ. Rồi đây này nghe mấy mét rồi cậu Nam? Mày ăn ba mét hai con. 3m2 cậu Nam nói liền với bên đây. À đúng rồi. Chỗ này hồi đó lúc trước cậu Nam nuôi vịt. À nuôi vịt hôm nay là làm cái phòng cho cậu anh thú con sao cưới vợ để nó phòng này.
Dạ. Rồi bên đây thăm qua bên đây hả con? Đúng rồi, thăm qua đây luôn à. Thăm qua bên nhà bên này luôn. Hả? Rồi con năm với mình năm già thì bên đây. Đúng rồi. Bên đây làm phòng để cho anh hai con. Hả? Rồi. Mình ăn bển thôi con nè. Bển đúng không? Đó. Con qua ăn miếng ấy, ở thằng này con qua ăn miếng cơm thôi. Con cháu gì vậy? Cậu Năm, Tết mà Năm chuẩn bị gì cậu Năm? Để cái trưa chiều gì mà mợ Năm mới đi mua bánh trà. Trà thì cũng hơi gửi về nhóc rồi. Rồi đi mua kẹo bánh gì đặng Tết nhất uống nước rồi chơi con. Lát nữa mợ Năm nói anh Phú chở đi mua. Con qua mở Út đi, mở Năm mở bảnh đúng không? Mở bên Tết hả? Mở Út mở Út. Con mở bình chân mày nha. Lạnh chân mày mốt tiện lên lạnh chân mày Út. Mở chân mày mốt lật nhớ à. Hiền lắm. Lạnh sao cho giữ một chút. Giữ vô nên mới sợ hả? Con để vậy hiền lắm. Hiền quá tao không sợ hả? Đi về hết đi. Còn ngoài bảnh nè con. Nói vậy ăn miếng cháo rồi miếng cơm rồi thêm đi con. Ăn gì? Một tí. Tí. Đẹp không mỡ? Đẹp không? Nhỏ nhỏ vậy vẫn bự quá mỡ. Làm nhân để trâu vậy. Thấy đâu rồi mỡ? Thấy không nhà con? Dạ em làm cho mày thấy, thấy làm hả thấy? Dạ em làm đi. Thấy làm cây mai. Bự dưới không? Ở tao có cài. Cái mà hồi nãy mẹ Khánh nói ôm lên chứ giờ thay Khánh đi. Tới giờ ôm cặp à. Dùng chở mẹ lên ôm cặp nữa. Là hai cặp. Cái này hôm qua Khánh đi mở cài. Khánh ngon mở cài còn cặp bên cậu Nam nãy Khánh đi chở thép. Giờ hết phòng. Quá là bự. Quý em ơi! Bà Năm! Bà Sáu! Bà Bảy! Bà Thư bà Tám! Bà Bảy vô cũng đúng rồi đó! Bảy bà anh Bảy hả? Bảy thứ Bảy! Ngồi ăn luôn con! Bà Tám ẩm! Ngồi ăn ẩm! Bà Năm chén ngồi đó ăn luôn! Bà Năm ở nhà bà Năm! Bà chén rồi! Nãy kêu nó qua mà nó hồi nó cũng qua! Đi ăn luôn đi! Lấy chén ăn cháo một tí. Mà Năm nghỉ mần có ngày nhiêu ạ? Nghỉ mần với anh Năm. Làm như mình Năm Năm là ngày cuối á. Tới ăn đi. Ăn đi con. Dạ, chút xíu ăn nữa. Quay nó ăn vậy thôi nè. Trời ơi, mới uống sữa cho nó đi liền. Ngồi luôn khách. Dạ. Tí ăn đi cho cá. Ủa hồi sáng giờ con có gì hay mất trời ai ăn đi bữa nay là ngày đám dỗ bà ngoại đám dỗ mẹ đám dỗ ông bà mà gì bà ngoại có gì bà ngoại của mẹ bà ngoại của mẹ bà ngoại của bà ngoại bà ngoại gì á bà ngoại của mẹ ngoại của mẹ con nghe nói đám dỗ bà ngoại con tưởng là bà có khách kêu bà gì mình kêu bà có khách kêu bà có khách một chị dĩ thôi bà sơn ủa mà út kêu mẹ với bà út kêu mẹ bà có hả vậy kêu bằng bà sơn bà sơn bà có bà sơn hả bà này là chết hôm chín tết rồi chị Năm bà chết mấy ngày này no no rồi ông má nói là chết ông ngoại quan sao ngoại mấy tám tháng sao vậy thường thường hai tháng này cứ lộn mà lộn vợ hôm nay nhận quá ông Năm nhận có biết là ông Năm hôm nay Năm nhận mà năm tới không có mấy năm mới nhận lần ta ba năm nhận sáng giờ cháu mở Út với mở Năm nhiều này nè không chín trước con Hương chín rồi con chín
thương Chính rồi. Chính anh Chính lì xì cho Vi 50 ngàn. Không Vi nha. Cảm ơn Chính. Cảm ơn cụ. Ông Cố. Anh Vi kêu bạn Cố hả? Cố. Trời ơi, ngồi tiêu xe tao quá. Nó ở càng. Lấy rồi đưa mẹ liền luôn á. Lấy rồi bỏ tới ngoài liền. Nói gì, nói gì? Bà ngoại cắt đi. Nói gì à? Mày đẹp không? Năm. Năm, sáu rồi. Đẹp quá. Đẹp chứ không? Nay đẹp mà già rồi. Thật chứ mày đẹp thế hả? À? Ừ. Mà, chị năm đồng luôn đi. Thôi. Có chân mày xong chị? Có chân mày làm nhớ. Như mốt làm được á. Mốt làm á ha. Mốt làm cái mà ốm cái đầu thì đậm cái đuôi thì vợ á. Mốt làm cái đuôi cho mẹ ốm làm cho nó đậm lên á. Mà ốm giữ tiền cũng được thôi. Mốt ra tiền hết. Để em làm hả coi giữ được không biết nha. Biết sao giữ tiền không? Sao? Mày cậu ốm coi đem về đưa mốt hết. Không mấy là đẹp nhỏ vậy đẹp đứng xong đứng quá. Chị Tư bị dữ quá, em thấy bà Tư ở trong điện. Ừ, cô Tư xong chấu quá. Cô Tư là ai? Cô Tư là chị của Thiên Mốt nè, ổng dám nói. Ổng dám nói mà nói không đây. Ổng dám nói ngay cổ. Không đậm quá, con nó xấu chứ gì. Ừ, vừa vừa thôi. Chị em người xăm á. Chắc chị vậy nói à, mà mình xăm đây có đẹp hơn người mông mốt đây cũng xăm. Ủa ấy thì được không? Hả? Không, con xấu về là được rồi, bình thường. Sửa lại hả không? Ừ. Sửa lại hình như được á. Có đậm. Cái loại ấy. Đậm quá. Nhỏ nhỏ thôi, đừng. Đậm quá, giờ sửa làm lại. Chị xấu xăm đẹp ha. Ừ, đẹp. Đẻ ra nữa chứ. Nhỏ nhỏ. Đẻ ra được khoảng mấy tuổi gì? Mấy tuổi luôn á. Mấy rồi, lấy chồng nữa không? Ờ, kiếm thêm ông nữa được. Thiệt mà, chỉ xăm lần này thấy chị tẻ ra đó. Thôi môi, bữa thấy xăm môi. Năm gì năm, tôi không thích gì hết, tôi thích cho mạnh khỏe, xăm với con với cháu là nhiều đó là quý nhất trên đời. Thiệt. Ai cũng vậy chứ không kiếm nữa hả? Không, kiếm nữa mà. Kiếm rồi. Mỗi năm là mỗi năm đi thăm thêm môi rồi đủ mà. Trời ơi, còn năm. Mỗi năm là nhớ à. Còn năm không có cho đâu, con không rồi. Để em xin ra, để em xin ra, anh nói à. Ổng tránh. Ổng nói sao để vậy đi. Em nói trời ơi anh lạc hậu quá giờ tôi tin thời rồi. E rồi đó ghét mạnh giờ hết ghét. Nào tao có đó nghe ghét cái nào tao có đó gì dưới hả để lôi cái bài về nè cái gì nào thấy có nhiều người thấy xăm có người không xăm mà chị xấu chị xăm thấy đẹp á ăn cái gì tí thằng ăn ăn cơm mà chị bé cơm thấy chị chín hết rồi cơm sáu ngàn cơm ở đây nè ăn ở đây chị cơm gì nhiều người xăm xấu này này ăn kia này cơm điện đó thấy không ờ em cũng thấy chị sáu em khoái kìa mà xăm được không hả đẹp á cô năm xăm em xăm đẹp không chứ em thấy chị xăm là em chịu á chứ em thấy mấy bà kia xăm em mớn quá ờ chị xăm là em thấy em chịu liền á còn em thấy mấy bà kia xăm là em không chịu cái này kêu bằng khung khung hả dạ bỏ cho mày cái khung khèo như là mình đi kia cạn hơn xăm đau dữ luôn mẹ phát ngủ hồi hồi như xăm thì nó đi kim sâu hơn phun thì đi kim cạn hơn bữa em coi bạn xăm cái môi sáu mắt cùng chết đau sao làm bích chịch cái miệng mẹ cười hết lại mất cái mỡ đau sợ quá tại không có đau không có môi cái môi đâu hơn mấy bữa mới ăn được không xăm môi mấy bữa mới ăn được rồi có người sưng trong chùi vô à không có được sợ quá người sưng á sưng dữ lắm nóng cháo nước mỡ ăn không được mấy ngày luôn á bà tỉnh mới xong á chị cháu tha thịt nó độc chứ mỗi người mỗi khác á cái này có một anh không mà em sợ rồi mất cái em làm rồi sửa lại rồi đau quá hả nó đau nó khó chịu lắm chung là nó đẹp thiệt ha làm đi cô năm ủa gì năm em ở đây thì sao vậy hả em đi làm rồi mấy ngày năm bên nè mấy ngày năm đâu bên đây à? Đây là năm còn đây là sáu đi sinh làm đi là chuyện mày đi sinh thấy đẹp quá ờ cái gì chị sáu thằng đẹp quá nhưng mà em thấy mấy bà kia xăm là em sợ em ghét cái thấy ghê quá cái đang gì lì à nhìn đồ ốm hay sao mà ốm xanh nữa cổ tới sợ nó dễ xăm mà kiếm cho mình coi mình đồng ý không có tiền không xăm à mình
không không tiện cả tần mình tiền ra hết. Mà nó miễn phí mà tiền bạc gì đâu. Dạ. Giá thế nó nhẹ, nó dễ xong rồi. Cái nó gọi kiếm mình tôi nhẹ nhiều chứ không? Hồi lúc trước tôi không có không cho. Không biết không biết sao. Hôm đó không cho nha. Kiên quyết rồi không cho. Không, không cho. Hai. Ngốc. Không cho, bữa không không cho hả? Dạ. Hai cho hả? Không. Nay tân thờ đương chút rồi. Không, không cho á. Không bỏ đâu cho. Chắc thấy gì mày đậm đen thấy ghê đó rồi không cho. Thấy nhiều người á. Người đậm lắm đó ơi, thấy ghê lắm. Ừ, tại giả sử như hồi nó vẽ cái khuôn á, cái mình đồng ý. Mình đồng ý chứ không vậy gì đâu được. Mình đâu chịu, mình nhẽ hay đưa lên vậy thôi. Ừ vậy được vậy. Cái là dễ nhỏ tôi lên chút đi. Hay gì á vậy á. Thì nó dễ nhỏ lại. Chứ không thì tao phải tụi bỏ. Y như thà lọ vậy đó. Tại mình đồng ý nó quất cho mình bệt như thì nó xăm mình còn nói. Trời ơi có bà làm gì giống như vậy trâu. Cũng như mình không biết. Nó còn mới mình không biết. Không biết thì anh có thời không có quà tay đúng không? Không có quà tay cả. Có người trông cũng đẹp, có phải người nào trông cũng đẹp đâu. Cô thấy mà cô Tư tổng nó xăm á, chết luôn vậy. Tầm đó, cái gì xấu là muốn xăm liền kìa. Thiệt bá gì bố bính mày chết. Thiệt chứ bộ. Không, cái thợ chứ không phải là do bả. Cái thợ xăm á. Cái bả có biết gì đâu nghe, sao người đi xăm cái lần gì hết. Không có bao giờ xăm kìa. Mình biêu xấu lên mạng à. Không có mà có thiệt mà. Ủa? Mình biên cởi dép ra. Mình biên cởi dép ra. Để chút mà mẹ cởi cho. Ê qua đây mẹ cởi cho. Mình xăm đi. Không biết nào mà. Qua cứ. Mắt cột nợ. Để dài bớt tí nắm thì tả kì. Ờ. Mình tả nhá rồi đó. Mùng 8 nó mới xuống mà, mùng mấy nó mới làm chị sao. Hôm nào tiện làm á. Nó không làm không làm. Theo quay hay là thứ sáng nó làm cho. Chuyện không có nhà bà. Ừ. Nên không qua nó đồ lên nó đổi qua con chuyện nữa. Thôi vậy xin làm luôn đi. Nó lên đi làm luôn. Ừ. Rồi đặt ngựa đấy hả? Để xem tập lỡ chuyện. Nó lỡ sự. Ờ thôi. Mình được làm mới làm đẹp chứ mình không làm đẹp được chơi đường quê hết chứ đâu. Mình ba thì ra nhà trẻ thì ai cũng phải làm tiền sản hết á. Ừ, ăn mà bắt con đừng có mấy người xăm mình. Mà nào giờ em tự nhiên em thấy nha, không có chuyện ngoài nào mà người ta xăm lỡ vậy đâu. Đẹp còn người ta xăm đậm quá, xấu quá. Ừ, đậm mà dữ nữa. Chị sáu coi đâu có dữ đâu. Em thôi à. Ai vừa biết đó. Hồi ba để mình tham biết cái gì không? Chị ba không ngon không đẹp luôn. À, chị ba không. Chị ba không sớm không ngon. Thăm mò thăm như nào cái này. Cảm lòng. Má biết xăm sao mà đẹp. Nó xăm đẹp chứ không thấy xăm xấu đâu. Nhiều người đã xăm đẹp lắm. Nhâm thăm đi. Có thể là 8 giờ em là sức khỏe rồi chứ em sao? Có hơn 10 người.
Để lấy đồ múc cho. Cái này bên này. Ở cái đó mà không có. À, đó chú ngoại mà là chặt nhà vậy đó. Con hả nó đi học cái nhà con mình cỏ mình gác thì dọn dẹp còn hư cái gì hơn nhỉ? Cái sao học có gì hơn phụ. Để cho đi đi ha. Để cho nó tốt. Chưa được rồi, hồi nãy chỉ dặn nhà không á. Mua gì cũng chưa á? Hả? Mua gì mới không? Mua không mua nè. Ai lắm? Hả? Còn ai rồi? Ốc, mua gì Tết mà ốc mua gì chưa ạ? Thì mình mua đồ ăn. Có bánh mất gì chưa? Mà chưa mua gì. Chưa hả? Mới mua thôi, mới bịch cái kẹp á. Ừ. Lát nữa Khánh đi siêu thị Khánh mua mất mất bánh mất rồi nha. Để Khánh mua cho. Chút Khánh đi nè, thẳng Khánh đi Khánh mua cho. Để Khánh mua. Giờ đi siêu thị hả? Ừ, chút xíu nó đi. Mẹ ở tới mùng mấy mày mới mà. Dạ. Mùng mấy mày mới đi mà. Xong luôn. Nó Tết nó còn rảnh nó đi chơi được chứ. Nó thì cái bữa mà làm cho mớ phải làm gì sao luôn. Để về hỏi ổng thôi. Phải ổng đi, ổng cái gì mời điện nó lên. Mời điện nó lên nha. Mời 30. Mời đi vậy rồi. Đi chùa hả? Chùa thôi rồi. Dạ hả? Tao xin đi hả? Bệnh dữ lắm đó nha. Đi cũng mạnh á. Đánh có hồi dịch nào đó không? Chứ mà Bình Dương có á. Bình Dương có. Chặn khúc rồi. Chặn cái tên khai á, con của 7 ở cái bên gì cũng được á. Sao gì sáu về được? Sáu ở trong mà về trước. Mới trận cây nè, mới hát về Bình Nam Bình Phước mà. Không phải Bình Nam Bình Phước. Còn sáu ở Túc ở Tông. Tính là về không được không á. Không đó là dễ đó gì sao về. Mà giờ không biết lên được hay không. Ta trận mà ta không cho mình về luôn, không cho đi đâu. Không cho đi. Ta nuôi mình không? Nó cho người 200 mấy á. Chứ không có gì ta ăn. Ngày ta cũng cho mình 200 mấy á. Nghe mấy bà cứ nói là 203 hay gì á. Rồi nó chặn lại, rồi chặn lại. Rau củ quả trên đường giờ không có bánh hả? Con có 3 bụi mà giờ chặt lá nhiêu đòn? 300 ngàn đòn. Có bánh mỡ không? Một. Ngon không? Túi khăn. Đậm giỡn. Túi muối không à? Lá mỡ hả? Không, chị hỏi chứ gì đâu có ấy. Nấu con hồi lập á hả? Ngon lắm cái gan á. Cái gì hú? Ấy vừa ăn hết. Cái này là cho cái gửi đến Thái nè. Thái người nó dẻo ngon. Dẻo ngon á. Mà mua nếp lộn xộn nó không ngon quá nha. Dạ, nó còn cào, nó ngọt, nó nóng không chừng. Nó ngon nhưng mà... Nếp Thái này giả sử thường nhất thường 15 ngàn ký thì nếp Thái phải 17 ngàn. Ừ. Nhà nó bán được thì ngon. Ăn nó ngon. Còn mình mới kêu mua gì ăn cũng ăn kìa. Uống cà phê đó. Uống cà phê thì nó phê. Uống cà phê nó bị nhức đầu với ngủ không được. Nó cái thích, thì em ưa miếng đậu à. Ốc á hả? Ừ. Ốc có bị viêm sao không? Đó. Ừ, viêm sao miếng đậu. Chưa làm sao mà hết hạn vậy? Dạ. Chưa làm sao mà quá lớn hả? Trời, để cho nó hoành tráng ngươi lên. Hết rồi, chưa vậy. Để chừng nào mà. Nói giờ năm kinh nó không nổi. Để chừng nào đau công người nó sẽ. Thôi. Nước ăn cả tổ luôn á. Cái gì nào gom lại đủ chừng chục người hết sáng nữa biết cái xong. Ủa là người mà cứ mua má mà có chục ký vậy á. Cái vô này là 5 ký trở lên. Trẻ ăn thôi muốn mấy ký vậy Khanh? Để cái người hấu cũng không hút luôn. Vậy cái mấy ế nhiều cái mà má thì mình ế mình ăn nữa. Để chút lắm. Dạ nha. Qua Tết rồi ăn nó để lâu rồi. Chắc mười mấy ký hay ta. Giờ ăn hút dữ lắm á. Nó khổ cái tay dữ lắm. Hồi xưa ta cầm hút cá đấy mà để lâu rồi. Cái cầm mỡ hôm qua mới thì chợ mất cậy thôi. Để đâu nó 5 ký tải. Cái tải 5 ký, còn cặp của mình nãy Khánh mới chạy xe bánh mò. 7 ký mấy tải.
Trời ơi, thấy là tại lấy cái gặp vui. Tại hôm qua Vinh hỏi hôm đó là đem cho hôm nay cậu năm cặp thì phải cho cậu út cặp chứ để hai cậu mà cho cậu bay lên cho thằng bì hả? Khách nó cho đi đem mày gỗ cặp dơ mà cậu năm nó không có gì đâu. Chị Nam là còn có ăn ngủ chưa? Chị Nam thì có làm đâu? Làm hay lắm tàu. Làm gì vậy hả? Vinh Sơn á. Vinh Sơn mà vụ ngốc á, năm 91 á. Hay cực kỳ hay luôn á. Đã với ông nó ra, bà ngủ á, tao nó ra. Thôi lấy gì nó chở gì cực khổ chết.
Đây nè, lấy cái lá. Lấy cái lá cầm. Ở đây đây nè. Ờ, lấy bà mẹ bớt làm gì trà cho. Vậy đó. Không nhận nó cổ. Nữa là cho thiệt chứ. Cái gì cái trái gì á? Gì nữa đi. Nữa đi. Xài gì vậy? Này này xài ăn không chua nè, xài đây đó. Đây đó. Đây đó. Ơi. Nghe thấy gì hai đứa chơi không ơi chơi. Không, không bữa này nhà, xà nhà con có sáu ông chở vậy cho cháu ăn ngon lắm á. Cái này chưa có già không á. Ngọt hơn dạ. Ổn quá. Xài sắm á hả? Để nếu mà nó bự nó có chị nè chị. Vậy hả? Trái gần ký ký mấy. Này này còn chưa bự không? Ờ. Lấy lại đi. Về ăn. Bé bự bự nó hay hay. Bự bự thì đâu đẹp không đâu có ăn. Trời ơi, bự quá bà cái này. Rồi, có sao lấy nhiêu đây à? Dạ, nhiêu sữa. Đi. Đó, cái này đâu? Cái này mình làm nước mắm đường mình ăn hay sao? Ăn đâu? Muối, muối còn hơn. Ăn muối còn sáu á, thứ này cửa nhà cũng sáu á. Nè, lấy không đi, bác. Mỗi kèo mất khác mà hả? Muối còn hơn phải không? Sữa đầu miền. Vậy hả? Cái nhà á. Ồ, không giờ hả? Không ra không? Dạ, ổ cỡ mới nói mua thật thì. À, cửa nhà đó.